Xin kính chào quý vị đại lý tô Sài Gòn TV cùng Chí Đức hân hạnh trở lại phần thứ ba của chương trình tử vi và số mệnh. Như chúng tôi đã trình bày, phần thứ ba này chúng tôi sẽ không nói gì về đến chủ đề, chúng ta chỉ cần biết rằng chủ đề của chúng ta đi vào phần số mệnh và sự an bài và sửa chữa số mệnh. Phần thứ ba, thứ tư này chúng tôi sẽ đi đặc biệt là chỉ có nói về số mệnh và sửa chữa số mệnh mà thôi. Chúng tôi sẽ trả lời tất cả những cái cuộc điện thoại gọi vào và chúng ta sẽ có rất nhiều thời giờ cho vấn đề mà giảng giải lá số tử vi. Xin cho biết năm tháng ngày giờ sinh của người gọi vào. Alo. Alo, dạ. Rồi, xin cho biết năm tháng ngày giờ sinh dương lịch. Dạ, cho tôi xin hỏi là người nam ngày 16/12/83 lúc mấy giờ? Để tôi lặp lại cho đúng nha. Dạ. Ngày 16 tháng 12 năm 83. Dạ. Lúc 9 giờ sáng. Lúc 9 giờ tối. Lúc 9 giờ tối. Rồi. Dạ. Người này có mệnh số như sau. Dạ. Người nam này đó, thứ nhất á, là một người phải nói rằng là hiền lành, đàng hoàng, người có trình độ, phải nói là học hành, mọi thứ đều ra trường, bằng cấp giỏi. Người này sẽ có vợ con đầy đủ và người này là cái người vào đời tương đối sẽ thành công, mà thành công của người này là cái người thành công về cái hành chánh, về cái vai trò của người làm giấy tờ, của người quản trị, của những người giỏi về cái quan văn nhá. Nhưng người này, đời người này chỉ có một cái khổ duy nhất, đó là cái khổ là vì khổ vì đồng tiền. Người này mà hết tiền thì lo lắng, mà hết khi mà thiếu tiền thì là không có tốt đẹp, mà tiền mà mất thì có thể bị bệnh mà chết, hoặc là ai cướp tiền thì người này rất là đau khổ vì mất đồng tiền, cho nên khổ vì đồng tiền và kém may mắn đồng tiền và không bao giờ hài lòng thân phận mình về tiền bạc hết. Nhưng cuối đời sẽ là một cái người có tiền bạc cơ bản, sống tương đối thành công, vợ con tương đối tốt, là sơ lược số mệnh là như thế. Người này chỉ có một cái điều đáng ghi chú tí xíu là phải bỏ cái tâm của mình, cái cuộc đời của mình đến cung cha mẹ nhiều hơn tí xíu nha. Phải biết có chữ hiếu, lấy chữ hiếu làm đầu mới phá được tất cả những cái xui xẻo của mình. Chúc may mắn. Dạ. Cho tôi biết năm tháng ngày giờ sinh của người gọi vào. Alo. Dạ, xin chào thầy. Dạ, thầy là người nữ ạ. Sinh 31 tháng 12 năm 61 giờ 8 giờ sáng ạ. 31 tháng 12 năm 61. Năm 81. Năm 61. Dạ, lúc 8 giờ sáng ạ. Lúc 8 giờ sáng. Người này có một cái định mệnh như sau, lắng nghe nhé. Người nữ sinh vào ngày 31 tháng 12 năm 1961, lúc 8 giờ sáng có một định mệnh thượng đế đã an bài nhá, như sau. Thứ nhất, đây là người nữ phải nói rằng là tương đối có sắc đẹp, người có học, có chữ, thông minh, sáng sủa và phải nói rằng là tài hoa. Tuy nhiên, người này vào trần gian không có được nhẹ nhàng, phải đi vào những cái chỗ khó khăn vô cùng. Con người chờ cho cái tài, cái đức, cái hay, nhưng mà phải nhập thế vào những chỗ gian truân khó khăn để tạo cho cuộc đời của mình thành tựu. Mà cuộc đời của người này, đây là một cảnh éo le, tức là tạo cái cơ nghiệp của mình lên, hết một đời của mình tạo thành cơ nghiệp lên lớn lắm. Chính vì lúc mình tạo cái cơ nghiệp của mình lên thì làm cái đường hạnh phúc của mình nó sẽ bị tan vỡ đi nha. Sẽ tan vỡ đi, con cái nó sẽ yêu thương mình, nhưng mà nó sẽ ít ở gần mình lắm nha. Cho nên là cái cảnh đối với đường chồng nó sẽ tan vỡ, bởi vì cô quá nặng lo cái đường công danh của mình, mà đường công danh của mình rồi cuối cùng mình cũng vỡ luôn, tức là mình không có chức sắc công danh gì cả, mình giữ cái công việc đó mình giữ về hưu cho đến cuối đời của mình mà thôi. Đây là người trong sang, đẹp, hay, giỏi, cuộc đời bị trầm luân ở trong cái cảnh khó khăn của mình. Muốn sửa được lá số của này thì phải sửa cái tâm của mình, sửa về cái sự làm việc của mình, giảm bớt làm việc của mình thì cuộc đời dễ thành tựu và thành công hơn. Chúc may mắn. Alo, cho tôi biết năm tháng ngày giờ sinh của người kế tiếp. Alo. Alo. Cô đọc to lên năm tháng ngày giờ sinh dương lịch. Dạ. Ngày 10 tháng 12 năm 1946, 4 giờ sáng.
ngày 10 tháng 12 năm 1946, dạ, lúc 4 giờ sáng. Rồi, kính thưa quý vị như thế này, quý vị không có ngại, bởi vì quý vị cứ việc đọc, đọc rõ năm tháng ngày giờ sang dương lịch của mình lên, năm tháng ngày giờ sang dương lịch, không, vì không có ai hiểu được quý vị là ai hết cả, không có ai thấy mặt quý vị, mà cũng không có ai biết quý vị là ai nữa, cho nên cứ mạnh dạn đọc năm tháng ngày giờ sang của mình lên, và tôi sẽ là cái người nói về định mệnh cho quý vị. Quý vị chỉ biết là quý vị nghe được tôi nói định mệnh của mình đúng hay sai mà thôi nha. Và cảm ơn thầy. Mà quý vị không cần phải khen thầy. Không cần phải khen thầy nha. Quý vị tự biết đấy, tại vì quý vị khen thầy người ta tưởng lầm rằng là chúng ta có cái giao cào gì đó. Tôi xin lập lại, người nữ. Người nữ sinh vào ngày 10 tháng 12 năm 1946 lúc 4 giờ sáng. Người nữ này có mệnh số như sau. Người nữ này đây là một người nữ tôi gọi là có cái mệnh tâm, có cái mệnh tâm tôi gọi là rất là giỏi trao chuốt, giỏi trao chuốt, người có lòng có tình, nhưng mà chỉ có điều là làm việc gì cũng vội vội vàng vàng lắm nha, vội vội vàng vàng lắm, cho nên là cuộc đời của người này ấy là người, nói về con người thì đáng thương đáng yêu, giỏi thông minh, nhưng mà phải ở trong một cái thế thế cảnh tôi gọi là sóng gió trong gai lắm, chứ không có được không có được ăn nhà ngồi nghỉ ngơi đâu. Có chồng, lo cùng với chồng, nhưng mà cuối đời của mình đến cái giai đoạn vào đến tuổi 60 mấy tuổi là mất tất cả, không đạt được gì hết, cho nên nhưng mà rồi phải làm lại. Đây là cuộc đời đầy sóng gió trong gai, một người tốt, một người tốt, nhưng mà cuộc đời đi vào chỗ giáp không giáp kiếp, là mình phải ở cái chỗ mà người lành tốt nhưng mà không được hưởng phúc, phải trong gai sóng gió. Cuối đời của mình là cái người tức là bị gọi là cái bả công danh, cái sự giàu sang phú quý làm chính cái đó làm cho mình khổ sở thôi và cực thôi nha. Con cái thì lo đầy đủ bổn phận con cái sinh ra con trai rất là giỏi nha, con trai rất là giỏi, và cuối đời của mình, cuối đời của mình là mình được mọi người trọng vọng quý báu vì cái tâm đức của mình nha. Còn tài sản của mình là tương đối khá đầy đủ, cái nghiệp chướng nó hơi nặng tí xíu nhưng mà hoàn tất được, chúc may mắn. Alo, cho tôi biết năm tháng ngày giờ sinh của người kế tiếp. Alo. Ngày 27 tháng 5 năm 55 dương lịch. Người nữ sinh vào ngày 27 tháng 5 năm 1955 lúc 9 giờ 05 sáng, tức là người này sẽ sinh vào giờ Thìn. Người này có một định mệnh như sau. Người nữ này trước tiên là một người nữ tháo vát, tại vì thiên cơ cư mệnh mà người ở thổ đó, cái người tháo vát, người có hóa lộc, tức là người tháo vát giỏi buôn bán làm ăn, nhưng cuộc đời của người này phải luôn luôn đối mặt với sự địa không và thái tuế, tức là mình tháo vát mình làm ăn đó, nhưng mà luôn luôn gặp những cái mà nó rắc rối, xong rồi nửa làm nó chừng nó mất, hoặc là mình sẽ có việc rồi mất, tức là nó không có được tuần tự thành công dễ dàng, tuần tự thành công dễ dàng, mà cứ vào chuyện đời làm cái gì rồi cũng không được, làm gì cũng đổ cũng bể tất cả cái được. Có người chồng thì bản thân của người chồng với con người của người chồng đó thì là cái người đàng hoàng thôi, nhưng mà đây là một cái cách cái người này nó gặp địa kiếp của hóa kỳ lộc tồn, mà tức là người chồng mới là nếu mà so về cái quality, cái bản thân bản chất thì không bằng mình đâu nha. Người này thì tốt hơn, hay hơn, đẹp hơn, nhưng mà người đàn chồng thì giỏi hơn, nhưng mà là cái người không có bằng mình, bằng giá trị được, và người chồng là cái người nó bình thường thôi. Người này được cái là trời cho tiền vận rất là tốt nha, tiền vận rất tốt, đầu đời là cái người con gái giỏi tháo vát, học hành bằng cấp mọi thứ tốt đẹp lắm, nhưng mà lấy chồng không đem lại được hạnh phúc cho mình nha, không cho được hạnh phúc cho mình, có con cái thì cũng không có hạnh phúc luôn, tức là có con cái mình nuôi con đầy đủ cả cái, nhưng mà không phải là cái cảnh mà vợ chồng cùng con cái sum họp hàng ngày ăn cơm với nhau thì như vậy, nó cô đơn, nó trống vắng, và nó đem đặt nỗi buồn cho đời của mình và cái đường chồng của mình nha. Và người này thì thầy cho biết rằng là cuối đời của người này là nó bình thường thôi, nó không phải là cái tạo được cái vĩ đại thành công cho đời mình. Mình chỉ chung mình sống cho hết đời của mình. Chúc may mắn. Thưa quý vị, chúng ta vào phần quảng cáo thương mại của đài. Xin hẹn gặp lại quý vị phần thứ tư trong giây lát. Xin kính chào quý vị.